Và ngay sau đây sẽ là phần dự thi, phần trình diễn của Minh Thảo. Gặp anh đêm ấy làm lòng mình như ngây dại, từ trong phút giây biết em đã yêu anh từ lúc này. Và anh đã đến rất nhỏ thì Thảo đã nghe nhạc của chị Mỹ Tâm rồi, tới bây giờ cũng vậy, mình cũng muốn được hóa thân một lần thành chị ấy. Nhưng mà mình nghĩ chắc là với cái vóc dáng như thế này thì không thể nào mà giống chị ấy được rồi. Rồi mong mơ mà mãi gì, bỏ cái tập đi con cô rồi đi. Đi nhanh. Tuần vừa rồi là một cái tuần mà Thảo cảm thấy rất là buồn, bởi vì Thảo đã thể hiện không tốt cái bài nhảy của mình. Cũng có những tuần căng thẳng và những cái động tác khó thì vẫn chưa làm được á. Hải cũng bực lên, thì mỗi đứa đi một góc thôi. Mỗi lần tập với Thảo thì cảm giác như đang trong một cái gọi là lò mổ heo ấy. Có một số động tác khó hay cái gì Thảo sẽ là có những động tác tương đối là nặng, Thảo phải làm hết sức mình để mình biết cái sức mình tới đâu để mình hoàn thành cho tốt. Thực sự những gì mà anh nói ra chỉ là những cái góp ý muốn cho em khắc phục để mà sau này có thể là tốt hơn. Thảo và anh Hải sẽ thật cố gắng trong tuần này để đem đến cho tất cả quý vị một tiết mục hấp dẫn. Cùng dành một tràng pháo tay tặng cho cặp đôi Áp Lực vì là thi cuối cùng trong đêm hôm nay. Và sau đây sẽ là nhận xét đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Trong cái bài này anh thấy rõ ràng có hai cô gái tự tin. Yes. Rất là tự tin. Nhiều động tác cũng hay nè. Lúc Thảo có cái này tự tin lắm. Và lúc em bê đỡ Hải đó là giống em đang đi, cái gương mặt của em thể hiện là đây là độ của tôi, cái kiểu như vậy, rất là tự tin. Mấy cái động tác nó cũng sạch sẽ và rõ. Mà có một chút xíu anh mong muốn thêm trong cái bài này, vì mỗi tuần mình cần kỹ thuật cao hơn và chắc hơn, và nó có một phần lúc hai em đi qua đi lại đó, thì cái đó cũng có ý nghĩa trong cái bài, tự tin đi qua bên đây, liếc bên đây, đi qua bên kia, liếc bên kia. Nhưng mà mình cần thêm điểm nhấn hay cái gì đó để cho nó thú vị hơn một chút xíu. Nói chung thì bài này anh thấy nó ổn.
Xin cảm ơn anh Trần Huy Trần. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Thật ra thì cái bài này tôi lại có ý kiến khác với Trần Huy. Tức là những cái động tác là cái sự sắp xếp rất đẹp, nhưng tôi vẫn nhìn thấy cái sự chệch choạc ở trong này. Bởi vì khi đi á, cái bài này nhịp phách nó rất rõ ràng á. Và khi đi như vậy á, tôi không hiểu sao mà chỉ có cái đi như biểu diễn thời trang thôi à, để tạo cái sự chảnh chệ cho mình. Tiếc là những cái bước đi đó nó không có đem lại cho tôi cái sự thu hút vào cái đó. Chắc là do cái cơ thể của mình như thế nó hơi nặng nề. Chứ Hải thì lại đi đẹp hơn. Nhìn ông Hải ông đi thấy nó... Em nói hai cô gái rất là tự tin. Hai cô gái tự tin. Cảm ơn Hải. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Một tiết mục để kết thúc chương trình rất là xứng đáng, sôi động, vui vẻ đã khiến mọi người phải chú ý. Vì là các bạn đã từng có những bài thi làm nức lòng giám khảo cũng như là khán giả, cho nên là cái sự yêu cầu hoặc sự trông chờ hoặc sự soi mói của mọi người sẽ dành cho bạn nhiều hơn. Đó là giống như một cách mà xây một bức tường thành lên thế này, thì bức tường tiếp theo mình phải xây cao hơn nữa, mình phải tự leo qua bức tường đó. Đó là cách chơi rất là dại mà tôi cũng đã từng chơi cái trò chơi đó. Tuy nhiên mọi thứ đều có thể nhìn với một cái nhìn dễ chịu hơn thì sẽ không thấy gì. Đúng như anh Hồi Linh nói, mình phải cố gắng hơn nữa, không phải tuần này mà cả một cái chiến lược luôn cho mình lên sẵn để sẽ thấy hay có kết quả tốt hơn. Chúng tôi sẽ được giấu phần điểm của ba vị giám khảo lại để sau. Mời Minh Thảo lên cân. Cân nặng cũ của Minh Thảo là 78,4 cân. Cân nặng mới là 77,3 cân. Bạn giảm được 1,1 cân, tương đương 1,4%. Xin cảm ơn Minh Thảo.